Yakumi tự hào là sản phẩm dạ dày đầu tiên ứng dụng thành công công nghệ nano lượng tử đến từ Nhật Bản. Yakumi là dòng thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho người bị bệnh viêm loét dạ dày, được sản xuất và phân phối tại Việt Nam bởi công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại quốc tế Pharmaco. Yakumi kỳ ứng dụng công nghệ nano lượng tử đến từ Nhật Bản, tăng khả năng hấp thụ curcumin lên tới 98 lần so với sản phẩm thông thường. Yakumi được bào chế từ thảo dược thiên nhiên 100% an toàn, không tác dụng phụ như curcumin, lá khôi tía, chè dây, bình vôi, minh vàng. Các thành phần này đều chứa vitamin và các khoáng chất quý. Sản phẩm với công nghệ nano lượng tử có tác dụng trúng đích vết loét giảm đau nhanh chỉ sau 24 giờ và không có tác dụng phụ. Không tái phát là ưu điểm vượt trội của Yakumi. Yakumi được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, sản phẩm có chứng nhận an toàn của Bộ Y tế, được cấp phép quảng cáo trên các phương tiện truyền thông. Yakumi tự hào là dòng sản phẩm dạ dày đầu tiên ứng dụng thành công công nghệ nano lượng tử đến từ Nhật Bản. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.